Xin chào các bạn đến với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay em giới thiệu các mẫu xe đạp địa hình Gian ATX 700, một dòng xe thương hiệu Gian rất là nổi tiếng và quen thuộc với các bác chơi xe tại thị trường Việt Nam. Một cái thương hiệu quốc dân trong dòng xe đạp thể thao. Và xe này là được sử dụng bộ ống chuyển động Shimano Atus, khung nhôm bánh 26 inch. Và cái tông màu men về là tông màu xanh, cực kỳ là thể thao và rất là trẻ trung. Nhựa Gian sử dụng khung nhôm Alloy, công nghệ nhôm Alloy, công nghệ độc quyền nhôm của Gian. Model ATX 700 sử dụng một bộ úp chuyển động của Shimano Atus với 9 tầng lip và 3 tầng đĩa, 27 tốc độ khác nhau, gạt đĩa trên và đĩa sau là full Atus. Bánh 26 inch, toàn bộ xe là nhập khẩu nguyên zin hết, từ bộ Mayer rồi tất cả phụ tùng trên xe là nguyên zin theo xe hết. Trên phần ghi đông cũng được trang bị bộ tay bấm của Shimano 8 lít, tay bấm 8 lít. Ba đĩa 24 độ khác nhau. Bị bộ phanh dầu của Techo. Giảm sóc theo xe, bánh 26 inch. Mayer nguyên bản Gian. Giờ em sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà em đưa lên kênh, thì các bác ấn vào mũi tên trỏ xuống ở đây. Thì giá bán của chiếc xe em sẽ để ở ngay phần tiêu đề của video. Còn ngoài ra thì những chiếc xe mà ở phần giá em để chữ Sôn như này, tức là xe đã bán. Còn ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh, ấn nút chuông chọn tất cả để nhận được những cái thông báo về những cái thông báo mà những chiếc xe bọn em đưa lên, thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video. Xe đo từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 50 cm, từ khóa yên tới tâm củ phốt là 56 cm. Thì xe vừa các bác đi từ khoảng 1m65 đến khoảng 1m75. Được 8 lít 3 đĩa, chuyển động như các bác thấy trên hình, lên xuống rất mượt mà nhẹ nhàng, chuyển động của chiếc xe còn rất là ngon lành. Và giá bán của chiếc xe bên em đang bán mức giá chỉ có là 6.600.000, bao ship toàn quốc cho tất cả các bác, chuyển hết tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác đăng ký kênh ở góc phải màn hình, cộng với cả ấn thêm nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bọn em đưa lên kênh. Cảm ơn các bác xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong video lần sau.